xuất gia nó vào chùa 5-3 năm nó lại hoàn tục nó ra về á thì còn khổ sở hơn. Lúc đó đời trả ra đời, đạo trả ra đạo á, thì lại còn gì, còn nhục hơn nữa. Cho nên Phật tử này á, đem cháu lên đây thầy xem. Thầy thì không phải là gì, là một người biết xem tướng, nhưng mà cũng đủ để có thể biết được cái người đó có thể xuất gia được hay không, và xuất gia có thể chọn đời tu hành được hay không, hay là chỉ được vài năm thì nó ra về. Mà vài năm mà nó tu tốt xong rồi thì nó ra về á, thì luật Đức Phật gì cũng cho phép, không sao. Nó gieo duyên với Phật vài năm mà nó ra về tốt thì cũng được. Đó. Những trường hợp đấy thì nó phải xem tùy theo. Phật tử này thôi, hôm nào cứ đưa cháu nó lên đây làm công quả và để xem nó tự thích hay không. Nó mà không thích mà bố mẹ cứ bắt đi xuất gia chẳng được, không bù cho. Bây giờ gì, các bạn, một số các bạn sinh viên đi đến dự khóa tu các thứ thích xuất gia lắm, thấy chư tăng ở trong chùa sống hòa hợp thanh tịnh, mọi người hy sinh vì đạo pháp, vì dân tộc. Đó. Thế cho nên về rất muốn xuất gia, hở ra với bố mẹ mà cái bố mẹ bảo ta này nhá, tao cấm mày từ giờ trở đi mày không được đến chùa nhá, không được tụng kinh nhá, không được lễ Phật nhá, cấm nói gì tới Phật pháp bên tai tao nhá, và mày phải đi làm. Tới đây con gái thì đi lấy chồng, con trai thì gì phải đi lấy vợ, cấm chùa chiên gì nữa. Nhưng mà cho đến nay thì gặp một Phật tử hỏi rằng á, kém phước không được xuất gia, cho nay muốn cho con xuất gia, hỏi cách làm thế nào cho con xuất gia, thì cái cách tốt nhất là cho các, trước hết cho các con nó thân cận với gì, với các thầy đã, tức là cho các con nó đến chùa gần gũi, làm công quả chấp tác. Nếu còn đi học thì vào những ngày nghỉ, những kỳ nghỉ hè chẳng hạn, hoặc là những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật chẳng hạn, đưa con nó đến nó thân cận, và sau này nếu nó có duyên nó tự nó thích đã mới được, còn ép nó đi tu thì không không được đâu. Ép ăn ép ngủ còn được, mà ép đi tu thì chắc chắn là gì, là sai rồi đấy. Cho nên đừng có ép nó đi tu, rồi nó vào chùa nó không tu, nó phá giới, nó làm loạn trong chùa thì khổ lắm đó. Mấy năm trước cũng có một trường hợp, thầy có một trường hợp, mấy trường hợp cơ, hai anh em ở trên bãi trại nó còn bé bé, bố mẹ thì hiểu Phật pháp, cứ thế là ép hai đứa con trai đi tu, nó nhất định nó không muốn đi, bố mẹ cứ nhất định ép đi, thế nó xuống đây nó cũng bắt buộc nó phải đi. Bảo bố mẹ ép là gì, chúng mày mà không đi tao ở nhà tao gì không cho mày đi học, bắt chúng mày gì gánh cái đôi rổ ra gì ra ngoài đường để đi hót cứt trâu, để gì để mà đi cày ruộng, mà không nhìn nhận chúng mày nữa. Cho nên ép nó như thế thì nói gì, nó bắt buộc nó phải xuống đây, xuống đây nó đi học lớp, một đứa học lớp 3, một đứa học lớp 5. Các vị biết không, năm trước năm sau một cái là gì, nó phá bến trong chùa, nó bỏ học, nó gì nó vẫn ban ngày thì ban sáng ra 6 giây 7 giờ nó vẫn lên, nó A Di Đà Phật, thầy bố thí cho con đi học, và con đi học đi. Thế mà thì được khoảng mấy tuần sau cô giáo vào thì đánh cái giấy vào nhà, vào chùa bảo á, xin thầy chủ trì là cho các cháu đi học, tại sao đến thầy cho các cháu nó nghỉ đến 2 tuần nay rồi. Mình ngớ người ra, bảo nó vẫn xin tôi đi học đều mà, nó vẫn cho nó đi học đều mà, thế cô bảo không, 2 tuần nay nó không đến lớp. Thế hóa ra tôi gì, tôi mới cho Phật tử, gọi Phật tử sang, thế Phật tử theo dõi xem hai cái chú này nó đi đâu. Các vị biết không, sáng ra nó vẫn lên xin tôi là bạch thầy bố thí cho con đi học, tôi bảo con đi học đi. Thế nó đi ra khỏi một cái, bắt đầu tôi gọi điện cho Phật tử đấy, nó đi khỏi rồi, Phật tử đi theo theo dõi xem đi làm cái gì mà 2 tuần nay nó không đến lớp. Thế là thấy nó ra ra đến cửa trường một cái, bắt đầu gì nó đứng ở đấy với các bạn một tí, bắt đầu nó quay xe nó đi gì để quay lại và tạt xuống cái đường thôn Bống thôn đấy, đấy bắt đầu nó đi sang bên xã Cổ Đông, nó đi sâu lắm, Phật tử đi xa đi theo nó phải đến gì đến 15 phút mới gì, cứ theo nó mà theo xa xa thôi. Tôi thấy nó vào một cái ngõ rất là sâu, vào ngõ sâu thế nó vào một cái gia đình, vào một cái nhà, cái nhà đó vào tới một cái gì cứ vào rồi đóng cửa. Phật tử đó đến thấy nó vào đấy một cái về báo công an, mấy chú công an xã, hai chú công an xã sang, thì hóa ra gì tại sao nó cứ vào đến đóng cửa đấy, vào đấy về công an nó gõ cửa nhờ cả công an. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.